Xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay thì mình sẽ giở cuốn sách 999 bức thư ra để chúng ta sẽ chép những cái bức thư đầu tiên bằng thể hành thư, tức là một trong những cái thể chữ viết tay của người Trung Quốc ấy, người bản địa ấy, thì họ sẽ viết tay và viết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là mình để những cái phần video gốc, đấy, tốc độ gốc cho các bạn để cho các bạn có thể cảm nhận được thấy là video thực tế khi viết hành thư liệu nó có nhanh hơn Khải không. Và lối viết của người bản địa thì có khó học không, và học thì sau này sẽ được viết như thế nào và áp dụng nó ra làm sao. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để cho các bạn có thể thấy được. Tất nhiên nếu như chúng ta so sánh với Khải thư thì trong cùng một chữ Hán thì tốc độ của hành thư sẽ được viết nhanh hơn so với Khải rất nhiều. Và chúng ta khi mà học hành thư ấy, tức là thể viết nhanh ấy, đấy, viết chữ Hán nhanh ấy, chúng ta hiểu đơn giản như vậy ấy, thì các bạn sẽ phải học các ký tự để ký hiệu và thay thế cho các nét chữ. Ví dụ hiểu đơn giản như thế này, một ký tự có thể thay thế cho 2 đến 3 nét chữ. Như vậy là nếu như chúng ta viết 3 nét thì chúng ta phải mất tới 3 lần bút nhấp lên nhấp xuống. Nhưng ở đây với sang hành thư thì chúng ta quy đổi sang ấy, thì chúng ta chỉ cần viết một lần bút bằng một ký tự thôi đã là gọi là dạng viết tắt của ba cái nét kia rồi. Đấy, cho nên là sẽ được viết nhanh hơn so với đại Khải. Tuy nhiên vì chúng ta chép thư cho nên chúng ta phải vừa nhìn vừa chép và viết lại, cho nên là cái tốc độ của nó cũng sẽ phải chậm đi chứ không thể là nhanh được. Vì chúng ta là người nước ngoài chứ không phải là người bản địa, cho nên là về mặt nhớ chữ Hán thì không thể thành thạo bằng người bản địa được. Đấy, dù là các bạn có học một vài năm, các bạn phải học tầm khoảng vài chục năm thì các bạn mới được coi là một trong những người mà gọi là am hiểu và thành thạo được chữ Hán, được nắm được, gọi là tương đối giống như là người bản địa được. Cũng phải mấy chục năm các bạn nhá, phải chăm chỉ học, phải tập đấy, giống như người bản địa ấy. Tiếp theo ấy thì ở đây thì chữ thì chúng ta phải luôn trau dồi và luôn viết đấy. Vì mình vừa làm video và vừa giao lưu với các bạn cho nên là tốc độ của hành thư nó sẽ đã bị giảm xuống rồi. Cái thứ hai là chúng ta còn phải vừa nhìn vừa chép lại nữa, cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này một cái khoảng thời gian khá là dài. Các bạn có thể cố gắng lắng nghe mình chia sẻ. Và nếu như các bạn mà hôm nay mà xem được cái video này ấy, mà các bạn với những bạn mới học ấy, thì mình khuyên các bạn nên học Khải thư trước, vì Khải thư là cái cốt lõi trước. Đấy, Khải thư là cái cốt lõi trước các bạn nhá. Mà nếu như các bạn mà lại học hành thư trước thì lại không được, thì lại không ổn, rất dễ là sẽ bị lỗi các bạn nhé. Đấy, tại vì sao? Tại vì chúng ta phải có được Khải thư sử dụng và quy đổi từ Khải thư sang hành thư. Đấy, cái này là cái mà ví dụ như chúng ta thuộc các quy tắc bút thuận nét trước nét sau thì đã, đúng không? Bây giờ chúng ta còn chưa thuộc cái các quy tắc viết từ Khải thư nét nào trước nét nào sau thì sang hành thư thì làm sao các bạn có thể quy đổi được, làm sao các bạn biết được là cái ký tự này nó thay thế cho nét nào và nét đấy được viết như thế nào. Rõ ràng là chúng ta phải học Khải thư trước thì mới có thể dùng các ký hiệu để thay thế cho nét chữ được, chứ bây giờ chúng ta còn không biết là thay thế cho nét nào đây và nét đấy được viết như thế nào thì làm sao chúng ta thay được. Ví dụ như mình hỏi các bạn bây giờ những cái nét gập, những cái nét móc thì bây giờ ngang gập ngang móc thì chúng ta hình dung ra được nét đấy là nét gì, nét đấy nét viết được viết như thế nào, nét đấy được áp dụng trong bộ thủ nào, trong cái chữ Hán nào, hay là trong những cái gọi là nằm ở vị trí nào, hay được viết nhỏ hay được viết to. Đấy, thì chúng ta cần phải có được cái căn bản là từ Khải thư trước. Còn đa số hiện nay là nhiều bạn là học hành thư theo kiểu cảm hứng. Các bạn ấy viết xấu cho nên các bạn ấy chọn thôi là hành thư như thế, càng sai, càng đi vào con đường tức là tập về viết chữ này nó lại càng hỏng và nó mất đi cái căn bản. Cho nên sau này các bạn ấy chỉ chép được theo mẫu thôi chứ các bạn ấy không thể quy đổi được. Đấy, không tự quy đổi được. Ở đây mình đang nhìn vào trong sách 99 bức thư và được viết theo thể Khải thư, đúng không? Trong sách vở người ta sẽ in công văn bản, người ta sẽ in bằng thể Khải thư hết.
Và bây giờ mình có viết tay như thế này, gọi là viết tay viết nhanh như này, thì chúng ta cũng phải tự quy đổi ra thôi. Làm thế nào để mình quy đổi được? Thì mình phải đi học. Hành thư thì nó sẽ có 17 quy tắc, 17 cái ký hiệu để chúng ta dùng. Thứ hai là nó sẽ các nét trong khải thư được quy đổi sang hành thư, chúng ta phải nắm được. Thứ ba là chúng ta học về 214 bộ thủ từ khải thư sang hành thư. Đấy, nó sẽ cả một lộ trình như vậy. Sau đó là tới phần cuối cùng là ghép chữ và quy đổi như thế này. Nhiều bạn chọn 99 bức thư này học về tiếng Trung mình thấy rất là hay đấy. Các bạn mà học hết cuốn 999 bức thư này về kể cả là cấu trúc ngữ pháp lẫn từ vựng, các bạn sẽ phải nắm được ít nhất là tầm khoảng 6 đến 7.000 chữ. Tương đương với H2K6. Thậm chí là nhiều hơn. Đọc hết cuốn sách này các bạn có thể đọc báo văn bản. Tại vì trong những cái từ ngữ trong bức thư này nó có cả những cái tên danh từ nước ngoài này, có cả những cái câu thành ngữ tục ngữ này, rồi là tới những cái triết lý cuộc sống, tình yêu, chủ đề cũng khá nhiều. Ấy, nhưng mà nó chủ yếu là thiên về là chủ đề về về bên gọi triết lý nhân văn, tức là ăn ở thói quen ở cuộc sống như thế nào, rồi tình yêu ra làm sao đấy, và nó chủ yếu là chia sẻ cái sự kinh nghiệm đấy của người khác, hay là trích dẫn của những cái câu nói nổi tiếng của người này người kia đấy để răn dạy bản thân, hay là để đấy 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 làm cái động lực cảm hứng để chúng ta vươn lên kiểu như thế. Đây là một cái video mà mình viết ba cái bức thư, mình sẽ chép từ bức thư thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và hiện tại thì mình đang làm cái series tức là cái chuỗi viết bức thư bằng hành thư như thế này và chia sẻ cho các bạn. Tất nhiên thì video này nó rất dài cho nên mình sẽ chia sẻ từng đoạn một thôi, chứ mình không thể chia sẻ được hết, để cho các bạn có những cái giây phút mà chúng ta sẽ ngồi lắng đọng xem và tham khảo những cái đường nét của mình. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ trò chuyện với các bạn một chút. Đấy, mình tắt tiếng mà mình sẽ trò chuyện với các bạn một chút. Thì bức thư thứ nhất thì chúng ta thấy là bức thư này đã được lan tỏa rất nhiều. Bức thư số 1 là lan tỏa nhiều nhất, nhưng mà thấy bức thư 999 thì lại thấy rất ít. Nhiều người đọc
999 bức thư này nhá, nhiều người đọc có thể đọc hết nhưng mà để bảo là viết lại thì rất ít và rất hiếm. Hầu hết là chép cho nó vui thôi chứ các bạn ấy không quá là chú trọng tới phần luyện chữ hay là nhớ từ vựng đâu. Mà các bạn ấy hay chép theo kiểu chép lủa mùa, thích thì bức này, thích thì bức kia. Đấy. Chúng ta phải chép được hết tất cả 999 bức này và chúng ta tâm đắc những bức thư nào chúng ta đánh dấu sao vào. Bức thư thứ nhất mình thấy cũng rất là ổn. Kể từ hôm nay mỗi ngày hãy cười lên. Trên đời này trừ việc sinh tử ra còn lại đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện buồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình. Đấy. Cho dù xảy ra chuyện rắc rối đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng cần phải đau lòng làm gì cả. Hôm nay là ngày bạn còn trẻ nhất so với những ngày tháng nỗ lực về sau rồi. Bởi vì có ngày mai, hôm nay mãi mãi là chỉ là vạch kẻ xuất phát cho hành trình ấy. Đấy nha các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ để cho các bạn lắng động một chút. Đấy. Tại vì vừa 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 đọc vừa chép rồi lại vừa nhìn vào mẫu này rất dễ nó sẽ bị sai. Rất dễ sẽ bị sai các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải nhìn. Đầu tiên ấy thì trong quá trình chúng ta quy đổi chúng ta phải thuộc về mặt chữ. Chúng ta phải biết là chữ bất này được viết như thế nào. Chữ yin cai này viết như thế nào. Đấy. Cho nên là chúng ta phải nhìn và chúng ta quy đổi ra. Chúng ta nhìn vào khải thư thuộc về các đường nét, quy tắc thuận bút từ nét trên nét dưới, sau đó chúng ta quy đổi sang hành. Đấy. Thì nó phải có từng bước từng giai đoạn một chứ không phải là ập một cái đấy. Mới học một cái là ra là đã viết giống như người bản địa, thậm chí người bản địa người ta còn phải viết ngập ngừng chứ không thể là tại vì vừa viết vừa nhớ chữ Hán, mà chữ Hán không phải là dễ viết như vậy đâu các bạn nhé. Đấy, phải là học, phải học và học rất nhiều. Ở những cái phần này thì nói chung là cũng phải nhìn một chút, với họ có một vài chữ nó phức tạp thì mình sẽ phải nhìn và chúng ta cần phải quy đổi lại. Đấy, thứ hai là trong quá trình viết nó cũng phải nghỉ tay một chút chứ không thể là cứ viết liền mạch được. Vì sao? Vì chúng ta nhớ là hành thư nó sẽ có 3 tiêu chí, đó là nhanh, chuẩn và đẹp. Các bạn mà cứ viết liên tục cặm cặm cụi, các bạn chép nó chỉ ứng dụng thực tế ở trong quá trình mà chúng ta nghe giảng, chép bài hay là chúng ta muốn ghi chép một cái gì đấy mà chúng ta không cần quá là chú tâm tới cái nội dung họ đang đang nói cái gì, để sau này chúng ta về chúng ta học lại. Ok, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là gì, chúng ta viết để cho bản thân mình, mà các bạn viết cho bản thân các bạn đọc, các bạn có thể là viết cho người khác đọc. Nếu như với cả bản thân mình mà các bạn viết mà nó còn xấu, nó không, tức là tự mình không tôn trọng mình ấy, viết mà sau này mình đọc lại mình còn không hiểu chữ mình viết nó là cái gì thì mình nghĩ là không nên viết làm gì cả. Chúng ta chỉ nên đọc và nhớ thôi. Đấy là một số những cái dòng chia sẻ cho các bạn. Vì khi các bạn viết như thế này, các bạn phải học được một cái gì đó, nhớ một cái gì đấy. Chứ nếu như chúng ta chỉ viết 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 cặm cụi viết xong hôm sau chúng ta quên hết, chúng ta không để lại được cái gì, mà thậm chí là nhiều bạn viết xấu với các bạn còn ngại ngùng chia sẻ cái chữ viết của mình so với người khác nữa, thì chúng ta không lên. Chúng ta phải lên trau dồi đi, trau dồi và học từ bây giờ đi. Kỹ năng viết này là kỹ năng mà nó không phải học ngày 1, ngày 2 chúng ta có thể viết được đẹp ngay, giống như kỹ năng nghe nói đọc được. Cũng giống như là nghe nói nghe và nói ấy, nói lại ấy, thì nói trong kỹ năng nói phải phát âm chuẩn. Đấy, và nghe chúng ta phải luyện nghe, nghe hiểu. Rồi nghe hiểu, nghe hiểu muốn nghe hiểu các bạn phải có vốn từ rất nhiều, rất dài và rất đấy phải gọi là chúng ta phải rất là phong phú ấy.
phải có vốn từ, chứ không là các bạn ấy nói một cái gì đấy, người ta nói một cái gì đấy mà chúng ta chưa học qua cái từ đấy, chúng ta nghe không thể hiểu được. Đấy là phần nghe, chúng ta phải có vốn từ. Thế thì làm thế nào để có vốn từ bây giờ? Chính là kỹ năng viết, nó sẽ giúp cho các bạn được cái vốn từ và nhớ được cái từ đấy nhá. Đấy là một số những cái dòng chia sẻ với các bạn. Ở đây thì mình cũng sẽ không bàn luận về hành thư, vì hành thư nó không giống như khải thư, vì nó có các quy tắc mình chúng ta bắt buộc phải học. Mà nếu bây giờ mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn cũng không hiểu vì nó quá nhiều. Đấy, những cái ký tự như là ký tự S5 này, F số 7 này, rồi là số 2, 1 phần 2 này, rồi là một số những ký tự tia sét, tia chớp này, rồi là con sóng này, rắn trườn các kiểu đấy. Thì nói chung là nó là cái tên gọi trong hành thư. Mà bây giờ thì mình viết trong một một cả một cái bức thư như nó dài như thế này, bao nhiêu chữ như thế này, thì mình chỉ biết chia sẻ với các bạn như thế nào về về cái vấn đề là quy đổi hành thư đây và cái cách học hành thư đây. Đấy, thì bên mình có một khóa học về hành thư các bạn nhé. Bên mình có khóa học về hành thư, mình sẽ dạy cho các bạn cái quy đổi từ khải sang hành. Và cái chương trình học này là từ lấy từ từ sách vở và từ chương trình học hành thư viết nhanh người bản địa ở bên Trung Quốc. Mình truyền tải cho các bạn để các bạn học, các bạn dịch được chữ người Trung Quốc viết, dịch được chữ người bản địa viết để chúng ta có thể làm việc với những đối tác người Trung, giao tiếp với họ và có thể dịch viết tay và viết lại cho họ. Đấy. Thì viết hành thư thì thường thường là mọi người cứ nghĩ là cao siêu về chữ Hán lắm. Thực tế thì cũng có một phần thôi. Còn phần còn lại là nhiều nhiều khi là những bạn mới học các bạn không viết được mà. Đấy, nhưng mà các bạn ngoáy tít mù lên để chữ nó thành con giun con dế đấy thì cũng nó cũng là cao thủ đấy, nhưng mà đấy đấy thì là rất ít người viết được như thế và hiểu được như vậy. Còn rất nhiều có nhiều người người ta chỉ vẽ theo thôi mà. Ừ. Đây là bức thư thứ hai rồi các bạn nha. Đấy, bức thư thứ hai này. Với bức thư thứ hai này thì nó sẽ là đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới và cả những hy vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có bao khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát. Chúng ta phải tiến lên nha, đừng có vạch ở xuất phát nha. Đấy, những bạn nào bây giờ đang viết tốt khải thư thì các bạn xem cái video này, các bạn muốn học hành thư hãy liên hệ lại với mình. Chúng ta muốn viết nhanh hơn, thực chiến hơn và muốn giao tiếp với người bản địa hơn. Trong một số ví dụ như những bạn du học ấy là các bạn cần phải chép thư từ nhanh nhỉ. Mà các bạn ấy sang đấy các bạn ấy dịch chữ viết tay người Trung Quốc, các bạn ấy không biết viết lại như thế nào, chép lại mẫu như ra làm sao, thì chúng ta có thể xem được cái video này, các bạn có thể liên hệ với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ừ, đấy nhá.
Với hành thư này thì hiện nay mình thấy ở trên những hội nhóm các bạn ấy cũng đang có nhu cầu về tìm hiểu và viết. Tuy nhiên thì mình thấy nhiều bạn là viết nó vẫn chưa đúng. Hành thư nó có một cái phong cách mà viết riêng của hành thư. Còn nếu như chúng ta mà chỉ dựa vào khải, chúng ta viết nhanh lên ấy, thì đấy gọi là hành khải thôi. Hành khải thôi, tức là nối nét vào với nhau thôi, chứ chưa có sử dụng ký tự. Hoặc có sử dụng ký tự chăng nữa thì nó cũng sẽ không được hoàn hảo và chỉnh chu. Đấy, chúng ta phải thấy là những cái lúc nào mà các nét nó hội tụ đi với nhau, hội tụ đầy đủ yếu tố của ký tự thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự. Nhưng các bạn ấy lại không sử dụng ký tự thì các bạn chỉ viết nhanh hơn so với khải thư một chút thôi. Cái đấy cũng là một cái thể chữ riêng mà chúng ta cũng có thể học. Tuy nhiên thì người bản địa thì đa số họ sẽ viết hành thư và hành thảo. Đấy, có thể là họ sẽ viết nhanh hơn cả hành thư mình đang viết đây. Mình đang viết hành hành thư đây là hành thư chuẩn mực và viết rõ nét cho các bạn, thì các bạn còn có thể đọc được từ khải thư và có thể đọc được hành thư của mình đang viết. Tuy nhiên nếu như mình viết theo hành thảo của người bản địa, ôi ôi cứ gọi là ôi rồi luôn. Tức là nó có thể hàng nối nó không thẳng hàng như này đâu, nó lệch lên lệch xuống rồi các nét nó vòng vèo rồi nó bớt nét đi nữa cơ. Một chữ Hán chúng ta đọc khải thư nó nhiều nét như thế, 7 8 nét, nhưng bây giờ viết đi họ chỉ còn lại 3 nét thôi, 4 nét thôi. Thì các bạn có khi các bạn còn dịch sang chữ khác nữa cơ. Cho nên là cái vốn từ của chúng ta cần phải nắm chắc được nhé. Với một cái thời gian mà chúng ta quy đổi từ khải thư sang hành thư thì cái này cái quy đổi này chúng ta cũng phải chép nhiều. Ngoài các bức thư ra thì các bạn cũng phải chép sang những cái ví dụ như cuốn sách khác. Đấy, phải chép nhiều hơn các bạn nha.
Sang tới bức thư thứ ba thì bức thư thứ ba này cũng là một trong những bức thư dài. Đấy, bạn là một người mạnh mẽ, bất kể lúc nào cũng bắt mình phải làm được trọn vẹn 100% những kỳ vọng của bản thân. Nhưng nghiêm khắc không phải là điều tốt. Bạn không phải là thiên tài, hãy cho phép mình phạm sai lầm, đừng quá vội vàng. Những nỗ lực của bạn, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện. Nhưng mà ở đây là tác giả phải nhớ là dịch ở đây hay là chia sẻ ở đây là phải bạn không phải thiên tài nhưng hãy cho phép mình phạm sai lầm, nhưng sai lầm không được phạm pháp luật nhé, không được làm những cái gì mà trái luân thường đạo lý. Đấy, chúng ta có cố gắng nhưng chúng ta là cố gắng đi vào những con đường chính đạo. Đấy, chúng ta không nên cố gắng theo kiểu cố gắng tắt, cố gắng theo kiểu là ăn xổi hơn người được, mà nó không phải là những cái mà chúng ta thấy là nó vi phạm cái đạo đức. Tất nhiên thì chúng ta thấy trong cuộc sống này thời gian thì có thể trôi qua nhanh, đấy là với những người mà cảm thấy bận rộn, nhưng với những người mà rảnh thời gian thì chúng ta thấy là thời gian nó cũng trôi qua, nó cũng cũng lâu mà đúng không, chứ nó cũng không phải là nó quá là nhanh. Tuy nhiên thì mọi sự nỗ lực của bạn bạn cần phải cố gắng trong cuộc sống này để vươn lên. Đấy là bức thư thứ ba, đó là cái ý nghĩa của nó là như thế. Tất nhiên thì khi mà chúng ta mệt mỏi chúng ta hãy nghỉ ngơi, vì sức khỏe là vàng là bạc quan trọng nhất các bạn nhé. Ở đây cũng vậy, trong quá trình mà mình học viết chữ này cũng thế, chúng ta hãy cân nhắc học khải thư trước, sau đó mới học sang hành thư. Để chia sẻ với các bạn như thế, mình sẽ làm những cái video tiếp theo. Nếu như mà những cái video này, cái video của hành thư này có thể được nhiều bạn đón nhận và chia sẻ, và nếu như các bạn có thắc mắc gì các bạn hãy comment phía bên dưới. Còn nếu như mà thể hành thư này mà hiện tại vẫn chưa có được nhiều bạn đón nhận thì mình sẽ tạm dừng cái video viết hành thư ở đây. Vì một cái video mà mình làm cho các bạn thì tất nhiên các bạn thấy rồi, đều rất chất lượng và chia sẻ thành những cái kinh nghiệm, rồi là những cái mang tính chất là chia sẻ kiến thức cho các bạn có thể tham khảo thêm. Thì nếu như các bạn muốn học về hành thư ấy thì mình chia sẻ với các bạn nó phải có một lộ trình rõ ràng, và chúng ta phải có một số kiến thức căn bản, ví dụ như đã biết viết chữ Hán, đã thuộc về khải thư, đã thuộc về 38 nét chữ, đang học về phần bổ thủ, đang nghiên cứu chuyên sâu về chữ Hán. Vì hành thư này nó thuộc về dạng là viết thành thạo giống như người bản địa, mà chúng ta muốn học và viết thành thạo giống như người bản địa chúng ta phải có vốn từ, chúng ta phải có căn bản về các nét, đúng chưa? Đấy nhé các bạn nhé. Đấy. Với bức thư thứ ba này thì mình cũng đã viết, nhưng mà nó sẽ dài hơn so với bức thư thứ thứ hai một chút. Bức thư thứ hai trong thế thôi lại ngắn hơn. Và nếu như mình làm cái chuỗi viết 999 bức thư về hành thư như thế này thì một cái bức, tức là một cái video mình sẽ viết 3 bức thư đi. Tính bình quân là như thế đi. Đấy thì mình sẽ phải mất phải sao nào, phải gần 300 bức ạ. À, 300 cái video này đúng không? 300 video này, mỗi video nó dài tầm khoảng 35 phút. Đây là cái video tốc độ chậm các bạn nhé. Tốc độ chậm nhé. Tốc độ mà nếu như chỉnh nhanh lên thì nó chỉ còn lại tầm khoảng 20 phút. Tuy nhiên thì mình muốn để cho các bạn tốc độ chậm này để các bạn có thể tham khảo được những đường nét, quy đổi. Rồi là chúng ta còn viết, chúng ta còn xem, chúng ta còn nghỉ ngơi. Chúng ta không nên viết liền mạch được, vì viết như thế chúng ta không thể nhớ được hết. Học ít một các bạn nhé.
Một số những cái video mà mình làm nó chỉ có khoảng 3-4 phút thôi, thì đấy là mình đẩy tốc độ nhanh nên mà mình đã sửa qua những cái tốc độ đấy, thì cái đấy là mang tính chất là biểu diễn nghệ thuật nhiều, tức là để viết để truyền cảm hứng với các bạn. Còn những cái video mà mình đăng ở trên kênh của mình đây, đây là những cái video thực sự thực chiến, chia sẻ kiến thức và tức là chú trọng từ chất lượng để truyền tải được cho các bạn. Nếu như mà mình mà không không chia sẻ được cho các bạn một cái gì đó, chúng ta không học được cái gì đấy với nhau thì chắc chắn là các bạn sẽ không ủng hộ, và các bạn sẽ cũng chỉ xem là những cái video này nó chỉ mang tính chất giải trí thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến ai cả. Tuy nhiên thì nó mang tính chất về bên giáo dục, về bên chia sẻ kiến thức, cho nên nếu như các bạn cảm thấy hay thì các bạn cứ mạnh dạn góp ý với mình, để những cái comment ở phía bên dưới để chúng ta có thể học hỏi nhau và sửa sửa cho nhau. Ví dụ mình ở trong quá trình mà mình làm những cái content như thế này, nội dung như thế này mà cảm thấy chưa ổn, ở chỗ nào các bạn có thể thành cho mình xin ý kiến đóng góp để chúng ta có thể là giúp đỡ nhau, mang tính chất tích cực lên. Vì trong quá trình học tập như thế này là giáo dục là phải cải tiến không ngừng đúng không các bạn, thì mới phát triển lên được đúng không? Đấy. Thế thì vì vốn tiếng Trung ấy thì mình là học và tốt nghiệp chuyên ngành về tiếng Trung, và hiện tại mình học thêm về bên Hán Nôm, Hán Cổ, về bên thư pháp truyền thống và lẫn thư pháp hiện đại cũng có, và mình sẽ chuyên mảng này. Nếu còn về bên thư pháp Việt thì hay là quốc ngữ thì cái đấy là thì về tính sau đi. Nếu như mình có học hay mình có biết những cái đấy thì mình sẽ chia sẻ sau với các bạn đi. Còn ở đây thì chúng ta vẫn đang học ở trên kênh của mình, đó là kênh về chuyên về bên luyện viết tiếng Trung và thư pháp truyền thống. Đấy. Phải nói rõ là như thế để cho các bạn hiểu được cái nội dung mình đang làm. Thì cái video này thì mình định là mình sẽ viết hết ba cái bức thư đầu thôi, để mình xem cảm nhận thế nào đã. Mọi người xem có xem được cái video này không thì hãy góp ý với mình xem thế nào. Sau đó thì những cái video tiếp theo thì mình có thể hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về cách học hành thư, những cái quy đổi đúng không các bạn? Vì trong hành thư này nó phức tạp hơn so với khải rất nhiều. Vì nếu mình chia sẻ và mình hướng dẫn các bạn thì nó phải từ khải thư đi lên quy đổi sang hành thư. Đấy, nó phải qua cái bước khải, mà bước khải các bạn cũng thấy được là gì, nó còn có bao nhiêu kiến thức, các nét này rồi các bộ thủ này, nó còn cả kết cấu này, đấy khá là nhiều đúng không các bạn? Đấy, thế cho nên là vậy còn cả tiêu chí nữa, đấy cho nên là phải lần lượt từng cái một thì nó mới hiệu quả được. Thì người bản địa ngày xưa họ cũng học mấy hàng 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 chục năm họ họ mới biết viết thì đúng không? Các bạn cũng so sánh thôi, chữ viết từ cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, đến cấp 3 viết các bạn lên ngoáy viết nhanh. Cấp 1 thì chúng ta vẫn học nắn nót viết chữ quốc ngữ đẹp ấy bằng bút máy ấy các bạn. Đấy. Và chữ này là chữ cuối rồi nha các bạn nha. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Đây là một cái video viết hành thư chia sẻ với các bạn. Hẹn các bạn vào trong những cái video tiếp theo. Nếu như mà cái video này mà các bạn thấy hay, ý nghĩa thì các bạn hãy chia sẻ với mình và bình luận ở phía bên dưới các bạn nhé.